Hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn Đắk Lắc nói riêng đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên hiện nay, việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử vẫn còn nhiều tồn tại bất cập, trong khi văn bản hướng dẫn thực hiện chỉ đạo quản lý chưa quy định cụ thể rõ ràng. Đến cuối năm 2023, qua khảo sát trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột có 2.120 hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, trong đó có 135 hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng mỗi năm, với số tiền giao dịch gần 228 tỷ đồng và 1.985 hộ có doanh thu dưới 100 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, ngành thuế mới chỉ xác minh thông tin hướng dẫn kê khai theo quy định cho 53 hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng mỗi năm. Nguyên nhân là do khi ngành thuế tiến hành xác minh tài khoản ngân hàng có số liệu sao kê, doanh thu tính thuế tự kê khai chênh lệch lớn, người nộp thuế giải trình là các giao dịch cá nhân không ghi rõ thông tin nội dung của giao dịch. Để siết chặt quản lý thuế trong lĩnh vực này, thời gian tới, ngành thuế Đắk Lắc sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa chuyển phát nhanh, phối hợp với các ngân hàng thương mại nhằm xác minh thông tin về tài khoản giao dịch, doanh thu bán hàng từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người nộp thuế nắm rõ được chính sách để tự thực hiện kê khai nộp thuế trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan thuế quản lý của các tổ chức cá nhân có liên quan để xác định nghĩa vụ thuế